Ôi, tình nghĩa thông cao là tình nghĩa là mái nhà bên đường rẻ bên thôi ta được dâu. Ngày hôm qua đi hẳn biết tin này vì sự thiếu tuổi già của tôi. Tình nghĩa thông cao nay đúng về đi biệt nhờ sâu cuối cùng thì là tình nghĩa thông ca. Kể từ ngày hôm nay mới chờ đi để ông đưa lên cạnh biệt đôi gà đi đôi đường mất rồi cùng. Xin mời quý vị và các bạn gia đình xin được chân thành cảm ơn. Xin mời lên viếng của gia đình cháu Phương Hằng là bạn với Lý gia đình vào viếng cụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình nghĩa tông ra đến từ này đến mỗi khi em đến cửa chơi nhà. Ôi, thấy các con hạnh phúc các cháu hào hiền thì em biết chia sẻ để cùng ai. Tình nghĩa đến tông ra lúc này đến âm phủ mấy tiếng mấy lời để em không quay phủ trước giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.